Bạn có biết rằng Wolverine, tức chồn sói, thực sự không liên quan đến họ nhà chó mặc dù cái tên của chúng được gọi như thế không? Đúng vậy, các đặc điểm của chúng thậm chí cũng không giống với nhân vật Wolverine của X-Men nữa. Loài này không quá nhanh nhẹn lại vừa có đôi chân ngắn. Đây có lẽ không phải là hình tượng mà các bạn hình dung về loài sói nhỉ? Dù sao thì hình ảnh về chúng trong tưởng tượng của các bạn cũng đã tan vỡ rồi. Nên giờ hãy cùng mình tìm hiểu những sự thật thú vị về loài chồn sói này và xem thử chúng có gì đặc biệt nhé. Chồn sói là loài động vật lớn nhất ở trên cạn thuộc họ chồn, tức là họ Mustelidae. Ở Na Uy chúng được gọi là Fjällfrosk, loài mèo núi. Từ Fjällfrosk, nó đã thay đổi và người Đức gọi loài chồn sói này là Fjällkäs, có nghĩa là háu ăn. Những ngôn ngữ châu Âu khác đặt tên cho con vật dựa theo tên tương tự của người Đức, gọi con vật là Glutton, cũng mang nghĩa háu ăn.